Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tạo Đại Chiến nhé, là mình đây từ đường phố đây rất vui ạ. Ok, quay lại clip hôm nay, trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like, share, theo đăng ký kênh nha, nó cứu phải mình chưa mọi người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test nhân phẩm anh em nhé. Uầy, thề lâu lắm rồi không test nhân phẩm phải không anh em? Thật sự với các bạn như nào chứ mình là lâu lắm rồi không test nhân phẩm nha. Uầy, lâu lắm rồi mẹ có cơ hội để mà đi test nhân phẩm nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại dùng thuốc hoán đổi anh em. Đang trong sự kiện dùng thuốc hoán đổi nhưng mà mình sẽ dùng nó đi vào làm việc khác các bạn. Đầu tiên chắc mình phải kiểm tra qua dương túi của mình anh em. Dương tướng như dương tướng. Dòng nhanh nhẹn. Bền bỉ. Chính xác. Sinh khí. Ok, đầu tiên là phải dòng nhanh nhẹn đó các bạn. Để từ từ, đây còn phút này. Uầy, dè mình còn nhiều phút lắm các bạn. Lâu lắm không lần, không ghép anh em, hay còn nhiều phút lắm. Thao hồ. Rồi, ok. Rồi. Xem nào, còn một thùng bia là 48 cốc bia vàng. Bia vàng thì tầm này cũng không cần anh em. Hôm nay thì mình đã như bữa mình đã nói rồi. Hôm nay thì mình sẽ chơi lớn một phát các bạn nhá. Đấy, hôm nay sẽ chơi lớn một phát anh em. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ dùng 10k thu hoán đổi anh em nhé. 10k thu hoán đổi để đi tìm một tướng SMS. Uầy, thề lâu lắm rồi mình chưa hoán đổi. Thật sự tiếc từ cái đợt video của mình. Không nhưng phải công nhận, nói nào nói cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Video đầu tiên của kênh Hải Tặc Đại Chiến, cái video đầu tiên Hải Tặc Đại Chiến ở kênh từ đường phố của mình lại là video hoán đổi tướng SMS anh em. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh trong thời gian suốt vừa qua, cũng một năm sắp trôi qua rồi anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mình mong rằng cái video này cũng được anh em ủng hộ nhiệt tình bằng cách like, share và share cho nhiều bạn biết nhá. Thì ở các video trước mình cũng đã từng hướng dẫn anh em rất là nhiều lần về cách hoán đổi rồi. Nhưng trước á thì nó có mẹo cả các bạn. Ngày xưa là nó có mẹo nhá. Bất kỳ anh em hoán đổi một rồng nào các bạn phải có tướng riêng thì các bạn mới hoán đổi ra được. Đấy, đây ví dụ mình cho anh em xem này. Ok, chúng ta từng là có những con tướng để mặc chỉ định anh em như là lau là lúc khi sẽ ra. Không, cái này mình không nói là vì sao mình lại nói như vậy anh em nhá, bởi vì nó có một số lượng nhất định anh em hiểu không? Giống như là rất nhiều bạn đã từng dùng Lucky để ra lau rồi anh em, có nghĩa là nó lên số lượng hàng chục bạn, hàng vài chục bạn rồi đã từng dùng Lucky để ra lau rồi. Thế nên là chúng ta đã nhận định nó là sẽ là con tướng này các bạn nhé. Hoặc như là Marco thì dùng Vego anh em. Đó thì bữa trước mình cũng đã hướng dẫn anh em về cách hoán đổi ra tướng SMS rồi đúng không? Đấy, ví dụ như Marco thì anh em dùng Vego là sẽ ra Marco. Đấy, ví dụ như vậy. Hôm nay thì mình sẽ test nhân phẩm anh em. Game okay, như đây anh em, Roro thì ra Mangelan các bạn. Đấy anh em, ngoài ra thì Marco cũng, nói chung Marco không biết là mình thấy phải dễ ra không bạn, nhưng mà đã từng có Fukura. Đấy, Fukuro chứ Fukuro này. Đấy, MR1. Đấy, những tướng này đã từng ra Marco. Nói chung là về dòng Marco này mình thấy rất là nhiều tướng để ra luôn. Nhưng nói chung ấy thì chỉ có một vài tướng thôi anh em. Đây anh em cũng như Fury thì kit ra các bạn nhé. Nói chung thì nói vậy thôi. Nói chung mình thấy vẫn là ăn nhau là ở chữ nhân phẩm các bạn ạ, thật sự. Còn đâu, quay lại clip ngày nay thì mình không biết là nhân phẩm mình tới đâu, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hứa hẹn là mình sẽ cố gắng để làm sao có thể ra được một tướng FS để cho anh em có thể mở mang tầm mắt ạ. Lưu, hôm nay thì mình sẽ dùng biện pháp đó là hoán đổi tới đâu lưu đến đấy các bạn. Rồi, Roro. Nghe bảo Roro có khả năng ra Zin Be, mình nghe từng nghe vụ này. Mình chưa biết là có ra đời không, nhưng mà hôm nay dùng 10k thuốc anh em nhé. 10k thuốc để liệu có ra được một cháu hay không. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ đeo dòng này chứ các bạn. Ra Moria cũng được, hoặc là Morazin Be cũng được. Nói chung là chỉ cần ra được tướng FS thôi là mình đã mừng rồi anh em. Chỉ cần ra tướng FS thôi là mình đã quá khoái rồi anh em nhá. Đúng không các bạn, không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mình chỉ cần ra tướng FS thôi là mình đã quá tuyệt vời rồi. Phanh khi à. Nói chung là anh em nên hoán đổi, các bạn nên thay đổi vị trí liên tục. Đây bộ bạn New này. Đấy. Ui, giờ mà ra một phát thì chắc là giật mình luôn anh em, thề luôn. Bởi vì mình đã dùng cái vụ hoán đổi này, mình dùng trên dưới hơn 40k thu hoán đổi đấy anh em, mà chưa được một con tướng SMS nào. Uầy, Luffy, đấy Luffy anh em. Gáp à. Uầy, Momoga. Hơn 4k thuốc rồi anh em nhá. Lucky này,
Giờ đến lúc khi anh em ra Beppo à, Hero, Master, Hero nữa hả? Lại là Hero anh em. Apo. Còn 5 cá thua anh em. MR1 này, New MR1 anh em. Mình sẽ lấy MR1. Ủa, vừa mới về đâu rồi? Đây anh em, giờ mình sẽ dùng MR1. Mong rằng sẽ ra một cháu ma khô hay là cháu nào đấy. Bonly à, Pruma, con này là kiếm xí nha bạn nha. Cái kiếm của nó cầm ấy là phải sau nó cho thằng Zoro đấy anh em. Nói có thể nói là khi bị Zoro hạ thì nó tặng Zoro, cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà nói chung là cái kiếm của nó về sau là Zoro cầm đấy. Luffy, lại là Iro anh em. Cay thế nhờ. Còn hơn 3 ca thuốc các bạn, 3 ca 7. Nào làm thùng bia phát anh em. X1. Smoker. Kit. Nà quên con ấy lại. Quên đấy không phải kit anh em. No no no. Sogeking. À, đây gọi Usopp anh em phiên bản ND. Cay thật sự các bạn. Uầy, từ bình tĩnh anh em nhé. Bình tĩnh. Usopp này. Thì mình kêu đá lần đơn đơn à bạn. Từ. Bữa mình nhớ là mình đang có một tướng sắn lên mà. Lần nào tí anh em, lần nào tí để xem là có thay đổi được tình hình không. Cái cú sự kiện này bạn cho trả lời câu hỏi đi. Vai trò của Lami làm gì nắm hoa tiêu anh em. Câu hỏi tiếp theo, tài khoản lên level 80 thì sẽ trở mà chính năng chiến hàm. Mê cung à? Ông nội mê cung. 70 là chiến hàm anh em, 70. Người đầu tiên Luffy gặp khi ra khơi đó là Kobe. Robin có sở thích là gì? Đọc sách. Thứ được ốc trên truyền tin anh em. Ok. Chúng ta lại tiếp tục với màn test nhân phẩm tiếp anh em. À, tấn công là anh em Luffy nè, ra hỏa kiến A nè, hoặc là lại ra kit, các bạn lấy kit đi, để mình sẽ dùng kit các bạn nhá, dùng kit. Giờ ra Fuji Taro cũng được anh em, Fury cũng được, mà ra hỏa kiến A cũng được, ra Sanji Hacker cũng được, miễn sao ra là được. Ôi còn 1k9 thôi anh em. Thề cái sự kiện là mình săn bao nhiêu lần rồi nha, nhưng mà anh em săn ra là vấn ra các bạn nhá, chỉ là có thể là do nhân phẩm mình không đủ hên thôi. Mình thì vẫn đang trên con đường tìm cái mẹo để săn được ra tướng FMS anh em nhá, để có thể quảng cáo cho các bạn biết để anh em có thể đi săn. Tại Luffy cay đấy nhờ. Moga ra thằng nào đấy, thằng đấy anh em. Đó, chơi vậy luôn. Ừ, HP lưu luôn. Emoga lại là Funky, lại là Kid à, lấy Kid ra. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi anh em? Đây rồi, lại là Ura. Cavendish ha, Cavendish anh em. Vẫn không ra các bạn, không biết là anh em hoán đổi thế nào, chứ thật sự là mình test nhân phẩm đây là lần thứ 2 khi mình dùng 10 ca thuốc hoán đổi anh em nhé. Bay màu 10 ca thuốc và không ra được một cái gì, thật sự là nói là buồn thì không đúng anh em, nhưng mà hơi thất vọng thật sự anh em. Trông chờ nhiều đánh ra là người ta bảo hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Thật sự là rất là thất vọng anh em. Ôi mà giờ còn thời gian chúng ta làm gì nhờ? Thôi anh cho xem và mới nhập cốt sang tướng anh em. Qua xem mới nhập cốt sang tướng anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ ghi gì đây? Ghi gì đây? 122.
Nói chung thì hôm nay thì mình thì cũng chưa đăng bài anh em, nhưng mà hôm nay thì thật sự là cái nhà bếp bữa mình có nói với anh em thì hôm nay gia đình mình cũng làm là xong rồi. Đấy thì hôm nay cũng đang hơi nhậu nhẹt một tí, mình đang hơi quá chén nên là trong video có nói gì sai thì anh em cứ thông cảm, quên đấy đấy. Hacongmai.com này đấy anh em, hacongmai.com. Đấy nên là anh em nào trong video mình có nói gì sai thì anh em thông cảm nhá. Chị em ai không hôm nay hacongmai.com. Ôi, mình ghi hai cái gmail thôi anh em. hacongmai.com. Rồi ok, chúng ta sẽ cày ở S bao nhiêu đây? Hôm nay này, đây S bao nhiêu rồi? Hôm nay là S162 anh em nhé. Ok, mình sẽ cày đến phần nhập code và mình nhập code xong mình sẽ quay anh em xem ạ. Ok anh em cứ nói nhập code nhé, quên các bạn. Code hiện giờ chúng ta cũng chẳng có code gì, cuối tuần sự kiện anh em, chúng ta cũng có 9 code anh em. Khá là buồn. Thôi anh em 9 code cũng được, hốt quả thôi các bạn. Á, à, sản dân gì đây? Đấy. Rồi. Ok, giờ thì chúng ta có 14 thùng bia. Mình sẽ mua thêm một thùng nữa các bạn. Cửa hàng mua thêm một thùng nữa anh em. Rồi ok. Giờ chúng ta có 15 thùng bia anh em nhá. Từ từ, hoán đổi chúng ta dùng cốc bia vàng cho anh em. Chúng ta có 20 cốc bia vàng. Giờ chắc là 20 cốc bia vàng cho chúng ta là cái gì? Không được cái gì hết các bạn. Rồi được gáp anh em, được gáp với cả Riro. Ok, tiếp tục lại đi săn cháu Doflamingo anh em. Đùa 15 thùng mới ra được cháu Doflamingo là cũng hơi bị đỉnh anh em, hoặc là Ronaldo hoặc là. Ui. Lại qua cho anh em chơi đâu, bắt đầu thích người lấy chơi này. Lại xịn sò con bò anh em. Test nhân phẩm tí là lại có hên ngay anh em. Tuy rằng không ra anh em nhưng mà có tí nhân phẩm đấy nhá, anh em thích lấy hàng này mà chơi nhá. Ngon lành. Mới vào có lau luôn anh em, tha hồ hồi máu. Thoải mái tật ga, không lo gì hết. Ok, nói chung thì vui chơi sự kiện thế thôi. Clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã đứng theo, cảm ơn anh em đã theo video mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở clip theo. Bye bye, chúc anh em xem video về. Tạm biệt.